Tình yêu môn văn giống như một ngọn đuốc, chỉ cần có người thắp lửa, nó sẽ cháy rực và trở thành ánh sáng dẫn đường. Ngày 4 tháng 7 vừa qua, đội ngũ học văn chị Hiên đã có cơ hội được đến với trường Trung học cơ sở Vũ Kiệt tại thị xã Thuận Thành, thành phố Bắc Ninh để gặp gỡ đội tuyển học sinh giỏi văn lớp 9 và định hướng cho các em trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh sắp tới. Đứng trước những thách thức của chương trình giáo dục phổ thông 2018 và những bộ sách lớp 9 hoàn toàn mới, chính các em là những người lo lắng và cần điểm tựa nhất. Nỗi hoang mang của các em đã lấn át đi ngọn lửa của tình yêu đối với môn văn. May mắn sao, chúng mình đã được trở thành những người thắp lửa. Và thực ra mình chỉ thấy là học môn văn thì chúng ta cũng không nên bị quá áp lực. Đương nhiên, cũng sẽ có những cái mà chúng ta gọi là kỷ luật, là bắt buộc chúng ta phải làm được. Nhưng mà bên cạnh đấy thì văn học và đời sống là những đường tròn đồng tâm và tâm điểm chính là con người. Và về bản chất chị cho rằng một trong những cái bài văn để có thể thuyết phục được người khác đó chính là sự chân thành của chính các em, chứ không phải điều gì khác cả. Tiếp xúc với các bạn học sinh giỏi, chúng mình luôn hiểu rằng chẳng có bạn nào là kém cỏi cả, chỉ là ai có bản lĩnh và sự bền bỉ hơn mà thôi. Nhưng với những áp lực vô hình từ chính bản thân hay sự kỳ vọng của cha mẹ và thầy cô, đôi khi sẽ khiến tình yêu với môn học của các bạn giảm xuống hoặc thậm chí chùn bước và cảm thấy bản thân không thể vượt qua nổi. Ngày hôm ấy, đã có những giọt nước mắt rơi. Những giọt nước mắt này có lẽ đã được kìm nén từ rất lâu, lăn dài trên má của cô bạn nhỏ. Vừa khóc, vừa nói ra những gánh nặng trên đôi vai bé xíu của một học sinh lớp 9. Mình vừa thấy thương, lại vừa thấy hạnh phúc vì có thể trở thành điểm tựa cho các em tin tưởng để chia sẻ. Và tất nhiên, không chỉ dừng lại ở việc động viên, tâm sự và chia sẻ, chúng mình đến với điểm trường Trung học cơ sở Vũ Kiệt là để định hướng cho các em có những phương pháp học hiệu quả. Làm sao để có tư duy phản biện, làm sao để viết đúng và hay hơn, làm sao để có giọng văn riêng, cá tính chứ không cá biệt. Tôi sang đến phần biểu hiện, tại sao giải thích xong mới phải đến biểu hiện? Bởi vì chỉ giải thích thôi thì chưa đủ để người ta có thể nhìn thấy được vấn đề đó trong đời sống. Nên việc mà em bàn luận về biểu hiện sẽ là một cách để em thể hiện, thứ nhất là cái vấn đề này nó được thể hiện như thế nào trong đời sống, giúp cho người đọc khi sống trong cuộc sống hàng ngày nhận biết được vấn đề đó. Và bản thân em cũng thể hiện được cái vốn sống của mình qua phần bàn luận về biểu hiện. Biểu hiện em đưa ra càng phong phú, càng chi tiết, càng thiết thực thì càng cho thấy là em hiểu rõ về vấn đề. Thế nên từ việc giải đáp của câu hỏi tại sao đó thì luận điểm bàn luận về biểu hiện trong công việc và xã hội, các bạn hãy đề cao cái tính chân thực. Đến là để truyền cảm hứng học văn tới các em, nhưng khi trở về lại có thêm động lực để làm nghề, vì nhận ra chúng mình vẫn còn được các em yêu quý quá. Được trò chuyện, được chia sẻ, được giải đáp những câu hỏi thú vị, được gửi tặng những phần quà nhỏ tới các em và được các em tặng lại những món quà vô cùng ý nghĩa. Sự quý mến và chào đón nhiệt thành từ học sinh càng khiến mình tin rằng mình đã không chọn sai con đường. Mình tới gặp các em để thắp lửa, nhưng cũng trở thành người được thắp lửa. Ngọn lửa này sẽ soi sáng hành trình sắp tới của cả chúng mình và cả của các em nữa. Chúng ta cùng cố gắng nha!